Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải cái bài tập trong sách thực hành tiếng Việt và toán lớp 5. Mời các em ở sách thực hành tiếng Việt và toán lớp 5. Tuần 33 trang 114. Tiết 2. Rồi đối với mỗi bài tập thì các em lên bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi thứ nhất. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi đầu tiên các em làm bài tập số 1. Thống kê số học sinh mỗi lớp khối 5 của trường Hòa Bình như bảng sau. Mời các em quan sát bảng sau. Câu E. Trung bình số học sinh nam của mỗi lớp là bao nhiêu? Ở đây số học sinh nam của lớp 5A là 18 học sinh, lớp 5B là 15 học sinh và lớp 5C là 15 học sinh. Bây giờ các em tìm trung bình số học sinh nam của mỗi lớp, tức là các em tìm số trung bình cộng của 3 số 18, 15 và 15. Muốn tìm số trung bình cộng của 3 số thì trước hết là các em tìm tổng 3 số. Sau đó các em lấy tổng chia cho số các số hạng. Ở đây có 3 số hạng. Như vậy các em chia cho 3. Câu B. Trung bình số học sinh nữ của mỗi lớp là bao nhiêu? Tương tự câu E. Ở đây số học sinh nữ của lớp 5A là 16 học sinh, lớp 5B là 16 học sinh và lớp 5C là 19 học sinh. Tìm trung bình số học sinh nữ của mỗi lớp, tức là các em tìm số trung bình cộng của 3 số 16, 16 và 19. Thì tương tự câu E. Đầu tiên là các em cũng tìm tổng của 3 số. Sau đó các em lấy tổng đó chia cho số các số hạng. Ở đây có 3 số hạng, như vậy các em lấy tổng chia cho 3. Câu C. Trung bình số học sinh của mỗi lớp là bao nhiêu? Ở đây muốn tìm trung bình số học sinh của mỗi lớp thì các em chỉ việc lấy trung bình số học sinh nam của mỗi lớp cộng với trung bình số học sinh nữ của mỗi lớp mà các em đã làm được ở câu E và câu B. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài tập là như sau. Câu E. Trung bình số học sinh nam của mỗi lớp là. Trước hết là các em tìm tổng số học sinh nam của 3 lớp 5A, 5B và 5C. 5A là 18 cộng 5B là 15, cộng 5C là 15. Sau đó các em lấy tổng này, các em chia cho số các số hạng. Ở đây các em tìm số trung bình cộng của 3 số, tức là có 3 số hạng, do đó các em chia cho 3, lấy tổng chia 3. Rồi 18 cộng 15, cộng 15, được kết quả bao nhiêu chia cho 3. Và các em tính được kết quả là bằng 16. Trung bình số học sinh nam của mỗi lớp là 16 học sinh. Câu E. Trung bình số học sinh nữ của mỗi lớp là. Đầu tiên các em tìm tổng số học sinh nữ của 3 lớp. 5A là 16, cộng 5B là 16 và cộng với 5C là 19. Được kết quả bao nhiêu? Các em chia cho số các số hạng. Ở đây có 3 số hạng. Như vậy các em chia cho 3. Rồi các em tính được kết quả bằng 17 học sinh. Câu C. Trung bình số học sinh của mỗi lớp là. Muốn tìm trung bình số học sinh của mỗi lớp thì các em lấy trung bình số học sinh nam của mỗi lớp là 16 cộng với trung bình số học sinh nữ của mỗi lớp là 17. 16 cộng 17 bằng 33 học sinh. Rồi nếu em nào mà không thích làm theo cách này thì các em làm theo cách thứ hai, nó dài dòng hơn. Muốn tìm trung bình số học sinh của mỗi lớp thì trước hết là các em tìm tổng số học sinh của 3 lớp, đúng không? Lớp 5A là có 18 học sinh nam này, cộng với 16 học sinh nữ này. Rồi, lớp 5B là có 15 học sinh nam, cộng 16 học sinh nữ. Lớp 5C là có 15 học sinh nam, cộng 19 học sinh nữ. Các em tìm tổng này. Được kết quả bao nhiêu các em chia cho 3.
Ở đây các em tìm trung bình số học sinh của 3 lớp 5A, 5B và 5C, cho nên các em chia cho 3 nha. Các em đừng hiểu nhầm là ở đây có 6 số hạng, các em chia cho 6 là sai nha. 18 cộng 16 mới là số học sinh của lớp 5A thôi. 15 cộng 16 là số học sinh của lớp 5B. 15 cộng 19 là số học sinh của lớp 5C. Và ở đây các em tìm trung bình số học sinh của mỗi lớp. Tìm trung bình số học sinh của mỗi lớp thì các em lấy tổng số học sinh của 3 lớp. Ở đây là 3 lớp cho nên các em chia cho 3 nha. Chia cho 3 chứ không phải là chia cho 6 đâu. Có nhiều em tưởng nhầm là đây là 6 số hạng, các em chia cho 6 là sai nha. Rồi, sau khi thực hiện phép tính thì các em cũng tính được kết quả là bằng 30, 33 học sinh. Rồi, đáp số. Câu A, 16 học sinh. Câu B, 17 học sinh. Và câu C là 33 học sinh. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Một đội trồng cây có 50 người, tức là tổng số người của đội là 50. Số nam nhiều hơn số nữ là 6 người, tức là số nam trừ đi số nữ bằng 6. Rồi như vậy là chúng ta biết tổng và hiệu. Hỏi đội trồng cây đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ. Bài toán yêu cầu các em tìm hai số, số nam và số nữ. Biết tổng hai số là 50, hiệu hai số là 6. Như vậy đây là dạng toán tổng hiệu. Muốn giải dạng toán tổng hiệu thì trước hết là các em phải xác định là đại lượng nào đại diện cho số lớn và đại lượng nào đại diện cho số bé. Ở đây số nam nhiều hơn số nữ, như vậy số nam là số lớn và số nữ là số bé. Muốn tìm số lớn, các em lấy tổng cộng hiệu chia 2. Và muốn tìm số bé thì các em lấy tổng trừ hiệu chia 2. Rồi đầu tiên chúng ta có số nam của đội đó là số nam là số lớn. Như vậy các em lấy tổng cộng hiệu chia 2. 50 cộng 6 được bao nhiêu chia 2? Rồi, 50 cộng 6 bằng 56. 56 chia cho 2 thì chắc chắn là bằng 28 rồi. 28 người. Số nam của đội là 28 người. Muốn tìm số nữ thì các em sẽ lấy tổng trừ hiệu chia 2. Hoặc là các em lấy tổng trừ đi số lớn. Tổng trừ đi số nam. 50 trừ đi 28 thì bằng 22 người. 28 người nhiều hơn 22 người là 6 người. Thì đúng là số nam nhiều hơn số nữ là 6 người không? Đúng không? Rồi đáp số là 28 nam và 22 nữ. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Trên một khu đất rộng 840 ha, người ta trồng hai loại cây, cây lấy gỗ và cây ăn quả. Biết rằng diện tích để trồng cây ăn quả bằng 2/5 diện tích cây lấy gỗ. Hỏi người ta đã dành bao nhiêu hecta đất để trồng cây lấy gỗ. Trước hết là các em xác định dạng toán này. Ở đây người ta yêu cầu các em tìm cái gì? Người ta đã dành bao nhiêu hecta đất để trồng cây lấy gỗ. Rồi người ta chỉ yêu cầu các em tìm diện tích đất để trồng cây lấy gỗ thôi. Không yêu cầu các em tìm diện tích đất để trồng cây ăn quả. Được chưa? Như vậy là các em vẫn hiểu ngầm là tìm hai số. Khi biết gì? Diện tích của khu đất là 840 ha, tức là tổng diện tích là 840 ha. Diện tích đất để trồng cây ăn quả bằng 2/5 diện tích đất để trồng cây lấy gỗ. 2/5 ở đây chính là tỷ số này. 840 là tổng, 2/5 là tỷ. Diện tích đất trồng cây ăn quả bằng 2/5 diện tích đất trồng cây lấy gỗ, tức là tỷ số của diện tích đất trồng cây ăn quả và diện tích đất trồng cây lấy gỗ là 2/5. Rồi như vậy chúng ta xác định được đây là dạng toán tổng tỷ. Tổng là 840 và tỷ là 2/5. Và các em lưu ý khi giải dạng toán tổng tỷ thì các em phải xác định là tỷ số của số nào so với số nào. Ở đây là tỷ số của diện tích đất trồng cây ăn quả bằng 2/5 diện tích đất trồng cây lấy gỗ, tức là cây ăn quả các em biểu thị là 2/2 bằng nhau thì cây lấy gỗ các em sẽ biểu thị là 5/5 như thế. Đúng không? Cây ăn quả là 2/2 và cây lấy gỗ là 5/5. Các em phải xác định được như vậy thì các em mới giải toán đúng được. Thì trước hết là các em phải xác định được sơ đồ này.
cây ăn quả bằng 2 phần 5 cây lấy gỗ. Như vậy cây ăn quả là 2 phần bằng nhau. Cây lấy gỗ là 5 phần như thế. Tổng diện tích là 840 ha. Rồi, đối với dạng toán tổng tỉ thì các em phải tìm tổng số phần bằng nhau. 2 phần cây ăn quả cộng 5 phần cây lấy gỗ bằng 7 phần. 7 phần này nó ứng với 840 ha. Do đó chúng ta dễ dàng tính được là diện tích đất để trồng cây lấy gỗ là diện tích đất để trồng cây lấy gỗ nó chiếm là 5 phần. Rồi muốn tìm 5 phần tương ứng với bao nhiêu hecta thì trước hết là các em phải tìm được một phần, giá trị của một phần trước. Muốn tìm giá trị của một phần, các em lấy tổng hai số chia cho tổng số phần. 840 các em chia đều cho 7 phần thì các em tìm được giá trị của một phần. Cây lấy gỗ chiếm 5 phần, các em lấy giá trị một phần nhân 5. 840 chia 7 nhân 5 bằng 600 hecta. Rồi đáp số. Tiếp theo các em sang bài tập số 4 đố vui. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của học sinh lớp 5 trường tiểu học Sơn Mai. Riêng môn cờ vua người ta quên ghi tỷ lệ phần trăm. Môn thể thao có nhiều em yêu thích nhất là A là đá bóng, B đá cầu, C cầu lông và D cờ vua. Rồi bây giờ các em quan sát biểu đồ. Bóng đá chiếm 24,5%, đá cầu chiếm 25,5%, cầu lông chiếm 23,5%, cờ vua người ta quên ghi tỷ lệ phần trăm. Muốn biết môn thể thao nào trong 4 môn thể thao này có nhiều em yêu thích nhất thì các em phải so sánh được tỷ số phần trăm của 4 môn này với nhau. Nhưng ở đây cờ vua người ta quên ghi rồi thì các em phải tìm cờ vua và sau đó các em mới so sánh được. Các em hiểu nè, cả cái biểu đồ này, cả vòng tròn này là 100%, 100%. Trong đó bóng đá chiếm 24,5%, đá cầu chiếm 25,5%, cầu lông chiếm 23,5%. Như vậy muốn tìm cờ vua so với tổng các môn thể thao thì môn cờ vua sẽ chiếm là cả cái vòng tròn này, cả cái biểu đồ vòng tròn này là 100%. Muốn tìm cờ vua thì các em phải lấy 100% trừ đi tổng của bóng đá là 24,5%, đá cầu là 25,5%, cầu lông là 23,5%. Rồi các em lấy 24,5% cộng với 25,5% cộng với 23,5% trước được kết quả bao nhiêu thì các em lấy 100% các em trừ đi kết quả đó. Chúng ta được kết quả cuối cùng là 26,5%. Rồi, trong các tỷ lệ phần trăm thì 26,5% là lớn nhất, đúng không? Như vậy là môn thể thao có nhiều em yêu thích nhất đó chính là môn cờ vua, các em chọn đáp án D. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.